Hi, welcome back to my channel Starscale. Okay. Let go. Sẽ xuống dưới tầng hầm nào. Let go. Let's go, baby. Thank you.
go. Sofia Bar, okay, let's go. Thank you.
vào tập kênh tiếp theo, Grand Nature. Let's go. Ở đây từ trên cao xuống mà ngã như vậy thì nếu mà các bạn mà trốn bằng máy bay thì các bạn sẽ ngã liên tục trong vòng 4 đến 5 lần. Thì lúc đó thì không biết là nó sẽ khập khiễng như thế nào. Có thể từ game này update nhưng mà lại không để ý chỗ đó rồi. Cho nên khi chiều cao nó hơi vừa vừa mà đã ngã như thế thì làm sao có thể trốn thoát được. Ok. Let's go. Vào tập kênh tiếp theo. Yeah, right. Let go.
Trong video này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 6 mẩu giấy, ok? Oh my god. Wow. Ok. Thank you.
Yes. Thế thì còn một con đường cuối cùng. Mình sẽ đi nó chắc là không sao. Ồ, nhưng mà con đường này còn có rất nhiều phòng luôn. Tổng 3 căn phòng. Oh my god. Các bạn sẽ phải đợi một chút nhá. Để chạy hết cái này thì lúc đó các bạn mới vào game được. Ok. Bắt đầu đây. Oh my god. Thank you.
What? Pickles. Oh my gosh. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.